Dạ xin kính chào quý cô chú và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thuận Nguyễn, kênh An Giang Ngày Nay. Thì hôm nay cũng có cái sự thông báo của anh Đông ở Bình Tân đó quý cô chú. Tiếp tục giao lưu với quý cô chú những cái phôi mai tàn đẹp chơi Tết mà giá rất là hữu nghị nha quý cô chú. Thì hôm nay anh Đông tiếp tục giới thiệu giao lưu với quý cô chú. Mình mời quý cô chú và các bạn cùng giao lưu với chỗ anh Đông ở Bình Tân nha. Ê, xin chào Đông ơi. Dạ con kính chào cô chú cùng anh chị ạ. Dạ. Hôm nay con tiếp tục về được một số phôi mai nữa, mai tàn nữa cô chú. Rồi. Để phục vụ cho cô chú ạ. Dạ. Mong cô chú ủng hộ tiếp tục con ở cái clip này ạ, đồng hành cùng với con ạ. Rồi, dạ, đó. Cũng không quên là cho con xin cảm ơn các cô chú anh chị đã nhiệt tình ủng hộ con ở những clip trước. Rồi. Con xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, đó là thì vừa qua Đông cũng gửi lời cảm ơn tới quý cô chú đã ủng hộ Đông những cái clip vừa rồi. Đó thì hôm nay Đông tiếp tục đáp lại cái tấm lòng của yêu thương của quý cô chú. Thì bây giờ Đông sẽ tiếp tục lên những cái cây mai tàn chơi Tết mà giá rất là hữu nghị nha quý cô chú. Rồi bây giờ mình mời Đông giới thiệu tiếp cho quý cô chú nha. Dạ tiếp đây là cây số 1 đầu tiên ạ. Rồi cây số 1 quý cô chú ơi. Dạ, mà... ở cái clip này thì con xin nói là con bán cái giá clip này là clip giống như kiểu như là khuyến mại và tri ân khách hàng đấy. Khuyến mại ha. Dạ vâng, cái giá này con đưa ra thì cũng rất là vừa phải, hợp rồi. Lý. Để mong cô chú anh chị ủng hộ cho con nhiều nhiều ạ. Con cảm ơn ạ. Rồi, bây giờ mình mời Đông giới thiệu cây số 1 cho quý cô chú nha. Dạ, đây là cây số 1 ạ. Rồi, Đông giới thiệu luôn Đông ơi. Dạ, cây số 1 này thì nó có cái bộ tàn lên cũng khá đều ạ. Đây, tay cành lên cũng lắc ạ. Ừ. Đây, chi tiết tay cành từ trên dưới cho quý cô chú xem. Dạ, từ từ nha. Đế thì nhỏ cây nhưng mà bỏ cái bộ đế cũng rất là duyên ạ. Đây, bộ đế cho quý cô chú ơi. Đây ạ, mong cô chú anh chị coi. Cây này con mới có moi được đến đây đế thôi nhưng mà con chưa có vệ sinh, con chưa chà rửa gì hết nên là nó hơi có dơ, nó hơi tối màu, cô chú anh chị dáng coi nha. Thông cảm nha. Bây giờ mình cố gắng mình ghi hình cho rõ ha quý cô chú mà thông thả xem. Đó thì những cái cây này là Đông mới đem về là còn nóng hổi luôn đó, là dạ, để lên bầu luôn đó. Cái mặt cắt của nhà vườn nhưng mà người ta đã xử lý keo thì nó đang kéo sẹo rất là nhiều cô chú. Đây có một ngón tay của con này. Rồi. Ở bên này cũng chảy rồi cô chú ơi. Đó. Nha. Nhưng nó không đáng kể, nó vẫn đang kéo sẹo, không bao con bao mục luôn nhé. Rồi, đó. Thì cũng đầu clip á, nhờ Đông giới thiệu lại cho những quý cô chú vào xem đó là cái nguồn gốc cây cũng như là đảm bảo của dạ, mình không cây ơi. Này của con ở Tân An, Long An nha cô chú. Rồi. Cây của con là con bao sống ạ. Rồi, cây bao sống cho quý cô chú. Con bao ship 200 km ạ. Rồi. Những anh em ở xa, ở miền ngoài mà quá 200 km thì hỗ trợ thêm ha. Cứ đặt cây, cứ thông báo cho con. Ừ. Rồi hai bên sẽ thương lượng phụ con một chút ship ha. Ship ạ. Đó, dạ. Thông báo chi tiết cho quý cô chú dễ giao lưu nha. Đó thì bây giờ mời Đông lấy thông số của cái cây số 1 nè cho quý cô chú hình dung cái cây của mình nha. Dạ cây số 1 con lấy ở tại vị trí này nha cô chú. Rồi. Là 23 rưỡi là 23 cô chú ơi. Rồi vị trí đây. 23 ha. Dạ 23. Rồi 23. Dạ. À, thoát thân của cây là 26 nha cô chú. Thoát thân 26. Rồi, dạ. Rồi cho quý cô chiều chú hình dung. Chiều ngang của bầu này là 36 cô chú ơi. Đúng rồi, chiều ngang mặt bầu ha. Dạ. Ừ. Con đo chiều cao luôn ạ. Dạ, chiều ngang của bộ tàn là 90 cô chú ạ. 90, dạ. Chiều ngang 90 quý cô chú ơi. Ở chiều cao thì mình tính một thước dây đi cô chú ơi. Rồi, dạ. Đó, chiều cao hao hao đó quý cô chú ơi. Rồi, Đông quay thêm một vòng nữa. Quay nhẹ vòng cho quý cô chú hình dung cái dáng của em đó nè. Nó rất là gọn cây luôn nha quý cô chú. Tay cành thì đầy đủ ha. Đó, rồi bộ đế ở dưới là rất cũng rất là đều. Ừ. Rồi bây giờ mình mời Đông giao lưu cái cây số 1 cho quý cô chú nha. Cây số 1 đầu tiên này con xin giao lưu với lại quý cô chú anh chị là giá là 600k. Ồ 600k ha. Dạ, con báo ship 200 km ạ. Ồ rất là tuyệt vời quý cô chú ạ. Số điện thoại của con là 0986 rồi 117557. Đó. Đó cũng là số Zalo của con luôn ạ. Rồi có gì nếu, quý cô chú liên lạc ha. Nếu quý cô chú anh chị có thương con thì chỉ cần nhập tên vào là Đông Bình Tân. Đúng rồi. Trên YouTube như hoặc là số điện thoại của con 0986117557. Rồi. Nếu ai đã chưa đăng ký kênh của An Giang ngày nay thì xin hãy đăng ký ủng hộ cho anh em con để có động lực để làm những clip tiếp theo ạ. Rồi, rất cảm ơn Đông đã giới thiệu ha. Đó thì mong quý cô chú xem và thông thả chọn cho mình những cái cây hợp lý giá hữu nghị ha. Rồi mời Đông giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú. Đông ơi. Thưa quý cô chú và anh chị, tiếp theo đây con giới thiệu đây là một cây số 2 ạ. Đây cây số 2 quý cô chú. Cũng là một cây mai tàn mini. À. Dạ nhưng mà được cái dáng của nó rất là lắc và tay tàn rất là đều nha cô chú. Đây. Dạ.
Thì đây cây mai tàm ly này con mới về nên là con cũng chưa có moi đế moi rễ gì luôn ạ. Rồi. Cái giá trị cây thì nó cũng hơi thấp nên là con cũng muốn để đảm bảo cho sức khỏe cho cây nên con cũng không có moi luôn. Rồi. Dạ, mong cô chú anh chị thông cảm giùm con. Đông giới thiệu rất là chi tiết cho quý cô chú giao lưu nha. Bây giờ mình mời Đông lấy cái thông số đi để cho quý cô chú giao lưu cái cây của mình nè. Bên con đo hoành là con bao hoành luôn nha các chú. Rồi. Con bao hoành đủ luôn ạ. Đo thẳng dạ, thước. Nên là nhiều khi con không cô chú không có nhìn được nhưng cũng thông cảm, con sẽ bao hoành. Đó. Dạ là 16 ạ. 16 ha. Dạ. Đó, thẳng thước 16 luôn quý cô chú ơi. À, thoát thân của cây nhỏ là con đo chi tiết luôn nha. Rồi. Là 13. 13 ha. Chiều ngang của mặt bầu là 37 ạ. Chiều ngang mặt bầu 37 quý cô chú dạ. Ơi. Đây bộ tàn chiều luôn. Ngang của bộ tàn hiện tại của nó là 93 cô chú. Rồi, 93 ha. Dạ. Chiều cao thì mình áng chừng khoảng chừng 1m4 đi cô chú ơi. 1m4. Ồ dạ. Rất là tuyệt luôn quý cô chú ơi. Tay tàn là rất là đều ạ. Đây cái tàn đây. Dạ. Anh quay chi tiết giùm em nha. Cho quý cô chú xem lại ha. Chú coi. Ừ. Dạ con quay từ từ nhẹ nhẹ. Đó. Cây nó nhỏ nhưng mà cũng rất là già cây ạ. Ừ. Đây thì một thân một cốt nha quý cô chú. Đó dáng em là nó trực lên ha. Dạ dáng trực lên mà nó có dáng hơi lắc lên, rất là đẹp, duyên lắm ạ. Rồi bây giờ mình mời Đông giao lưu cái cây này cho quý cô dạ, chú Đông ơi. Cây số 2 là con xin giao lưu với lại quý cô chú anh chị là giá là 400k. Ồ 400k dạ. Ha. Con cũng bao ship là 200km. Rồi ship 200km dạ. Luôn quý cô anh chú ơi. Anh chị ở miền ngoài quê hương của em thì cứ alo cho em. À. Rồi anh em mình sẽ thương lượng một chút giá ship là anh em phụ cho em. Rồi. Em sẽ ship cây về tới nhà cho anh chị. Đó. Đông là coi như là rất là nhiệt tình với quý cô chú. Mong quý cô chú trong khi xem đó thích cái cây nào thì cứ mạnh dạn liên lạc liền với Đông nha quý cô chú. Đó, mình để cái số của Đông ở góc trái màn hình, quý cô chú cứ mạnh dạn liên lạc để mà tìm hiểu thêm cái thông tin nha. Đó thì trong quá trình ghi clip đó thì không tránh khỏi những cái thiếu sót, mong quý cô chú xem và góp ý giúp em cháu. Đó thì trong quá trình ghi clip đó quý cô chú thì mấy anh em ở bên ngoài đó cũng lên hàng ship cây cho quý cô chú đã đặt hàng. Đó thì rất gửi lời rất cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ Đông Bình Tân những cái clip vừa qua. Đó thì hôm nay Đông cũng tiếp tục lên clip để mà cho quý cô chú giao lưu những cái phôi mai giá rẻ hữu nghị ha. Rồi mời Đông giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú Đông ơi. Dạ tiếp theo là một cây số 3. Rồi, cây số 3 là thì nó có một cái dáng form lên. Rồi. Lôm lên rồi nó đây nó lắc, đến đây nó lắc lên ạ. Rồi. Dạ cây cũng rất là duyên. Dạ, Đông giới thiệu cho quý cô chú nha. Coi, kỹ nha. Đây, quay từ từ này. Quay một vòng cho quý cô chú thông thả. Con cũng chưa trà rửa thì luôn. Chìm ngưỡng cái dáng đó nè. Đây quý cô chú ơi, bộ tạng từ bên trên xuống dưới nha. Đó, quay chi tiết rõ cho quý cô chú thông thả xem và cảm nhận rồi ủng hộ em cháu nha. Đây bộ đế đây quý cô chú ơi. Đông giới thiệu Đông ơi. Cây này nó có bộ đế cũng rất là đẹp. Đây bộ đế. Cây này thì nó có hai cái chơi về cô chú anh chị côn tàn lại hoặc là mình cắt làm bonsai cũng được nha cô chú. Mình có tùy theo sở thích ha. Dạ. Tùy theo sở thích. Cô chú anh chị cắt làm bonsai để ghép mai khác rồi hoặc là để chơi nguyên thủy cũng rất là đẹp. Bông nó cũng đã đẹp rồi. Rồi, Đông lấy thông số Đông ơi. Đó, bà con giao lưu nè. Dáng em nó cũng lắc lượng lên trên nha quý cô chú. Lắc cái sợ luôn á. Nó lắc lượng á. Dạ, ngay vị trí này là con đo là 20 cô chú ơi. Rồi vị trí 20 ha. Dạ. Rồi thẳng thước 20 quý cô chú ơi. Chiều ngang của bầu thì cái lải đất quá nhiều nha. Con để đo đến khúc này thôi là đo, hào hào á cho quý cô chú. 36 nha. 36 ha. Dạ. Đó cho quý cô chú hình dung. À, chiều ngang của tàn hiện tại là 97 cô chú ạ. 97 quý cô chú ơi. Dạ. Rồi chiều cao hao hao luôn. Hao hao khoảng 1m rưỡi đi cô chú ơi. Khoảng 1m rưỡi ha. Dạ. Đó, khoảng 1m rưỡi quý cô chú ơi. Rồi mời Đông quay một vòng lại Đông ơi. Dạ. Đây một vòng đây quý cô chú xem lại cái dáng của em đó nha. Đó từ trên dưới nha quý cô chú. Đó, thân bên dưới rất lượng. Đó. Rồi Đông báo giá cây luôn cho nó Đông dạ, ơi. Giá cây số 3 này con xin giao lưu với lại cô chú anh chị giá là 600k. 600k ha. Dạ con cũng bao ship 200km. Ồ rất là tuyệt vời quý cô dạ. Chú ơi. Quý cô chú trong khi xem đó thích cái cây nào thì cứ mạnh dạn liên lạc nhanh tay với Đông liền nha quý cô chú. Bởi vì cái giá rất là hữu nghị để mà giao lưu với quý cô chú những cái cây mai tàn chơi Tết luôn. Giá hữu nghị nha. Rồi mời Đông giới thiệu cây tiếp theo Đông ơi. Dạ tiếp theo là cây số 4 ạ. Cây số 4 quý cô chú ơi. Dạ, cũng là một cây mai tàn luôn cô chú ơi. Đây một cây mai tàn đây quý cô chú ơi. Đó, đợt này Đông về một lô mai tàn nha. Chơi Tết mà giá giao lưu với quý cô chú rất là hữu nghị. Cái cây này thì nó nhỏ nhưng nó có được cái bộ tàn và bộ đế. Đây
Rồi quý cô chú cây xem này quay bộ xong tàng là này. Nếu cô chú nào mua là con sẽ phải xỉa bớt bầu đất nha cô chú ơi. Bầu đất bầu hơi đất to quá ha. Lớn ạ. Hơi to đó, đặng cho cây nó khỏe nha quý cô chú. Đây bộ đế đây quý cô chú ơi. Đây mình lấy xa xa cho quý cô chú xem lại cái bộ tàng đó nè. Tàn rất là đều ạ. Đó, tàn cũng tương đối nha quý cô chú. Rồi bây giờ mình mời Đông lấy thông số Đông ơi cho bà con giao lưu cái cây của mình nè. Con đo ở vị trí này nha. Rồi. Đo hai nơi cho cô chú nha. Rồi vị trí này nhiêu báo luôn. Vị trí này là 22. 22 ha. Rồi. Dạ, khúc cổ trên này đây. Xích lên trên. Khúc cổ trên này là 14 cô chú ơi. 14 ha. Rồi dạ. 14 quý cô chú ơi. Cái thân thì nó quá cao, nó tới 55. 55 ha. Chiều ngang của bộ tàn là 110. Rồi, tàn ngang 110 quý chiều cô chú cao ơi. Thì mình cứ tính hết trong dây là 1 mét rưỡi cho cô chú, nhưng rồi. Mà gần 2 mét ạ. Khoảng 1 mét rưỡi đó. Nó dót lên trên nha quý cô chú. Đây. Cho quý cô chú xem lại cái bộ tàn nha. Đây đặc biệt là cái đế. Cái đế của em đó nè, cũng rất là đều nha quý cô chú. Rồi là mời Đông giao lưu cái cây này luôn Đông ơi. Dạ, cây số 4 này con xin giao lưu với cô chú giá là 400k. Ồ 400k. Dạ, con bao ship 200 km. Ship 200 km cho quý cô chú luôn. Dạ. Ồ giá rất là hữu nghị nha quý cô chú. Mong quý cô chú là trong quá trình xem đó thì ưng cây nào thì cứ nhanh tay liên lạc với chỗ Đông liền nha quý cô chú. Cái số điện thoại của Đông á mình để ở góc trái của màn hình. Quý cô chú cứ mạnh dạn liên lạc nha. Rồi. Mời Đông giới thiệu cây tiếp theo quý cô chú Đông ơi. Dạ. Cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây số 5 ạ. Cây số 5 quý cô chú ơi. Một cái cây mai tàn rất là đẹp luôn, tàn đều ha. Tàn rất là đều đẹp ạ. Đông giới thiệu luôn Đông ơi. Dạ cây này nó là dáng trực ạ. Ồ, đây nó mình ghi cho quý cô chú xem nè. Nó có bộ tàn rất là đều tay cành ạ. Tay cành rất đều. Nó rất là cao cô chú ơi. Đây, từ từ xuống cho quý cô chú xem nha. Đó, bây giờ mình chi tiết vô cái chi cành đó cho quý cô chú xem nè. Đó, rất là đều tay luôn nha quý cô chú. Đó. Đây bên dưới là cái bộ đế, đặc biệt là bộ đế nha quý cô chú. Cái này là cái này con nó bị hơi nghiêng lên cô chú ơi. Cô chú ráng nhìn giùm con nha. Cái đế xây nó hơi nghiêng ha. Dạ, đế xây hơi nghiêng. Đây quý cô chú xem bộ đế nó nè. Em đi từ từ bộ đế. Đó. Thật là chậm bộ đế. Đây, chậm đi. Dạ, bộ đế này bộ rất đế đẹp. Rất là đẹp. Nó bao quanh luôn cô chú ơi. Đó, bên trên mình thấy nó có cái dấu hiệu của sù nữa nha quý cô chú ở cái nách á. Cái này rất đó, đẹp. Hai tầng đế ạ. Bên dưới là tầng đế cũ, đế lớn lực không ạ. Rồi. Nếu cô chú không thích thì cô chú bỏ những cái tầng đế nào nhỏ là đi. Rồi. Chơi tầng đế lớn nhưng con thấy tầng đế nhỏ nó đẹp quá, đẹp nó bao á. Đều luôn nên con không có bỏ ạ. Giữ y ha. Dạ con giữ y như vậy ạ. Để về cô chú tự quyết định lấy nha. Đây. Chi cành bên trên cái nách là sù nha quý cô chú. Đó, tổng thể lên lần quý cô chú xem nè. Cây này rất là đều ạ. Rất đáng rất để cao, quan tâm. Đều đẹp ạ. Rồi, Đông để đó lấy thông số cho quý cô chú giao lưu cái cây nè. Cây này đáng để quý cô chú quan tâm nha quý cô chú. Tại vị trí này là rồi vị trí đó nhiêu? 28 cô chú ơi. 28 ha. Dạ 28. Rồi 28 vị trí đó nha dạ, quý cô chú. Thân nếu mà từ cái mặt đế này lên là nó là 10 thôi cô chú ơi. 10. 11. Rồi. Đây bộ tàng đó luôn. Chiều ngang của một bộ tàng này là hết một thước dây ạ, 1 mét rưỡi. 1 mét rưỡi ha. Dạ. Chiều cao chắc cũng cỡ 3 thước hơn nha quý cô chú. Chiều cao thì khoảng gần 3 thước cô chú ơi. Đó, rồi 3 thước đó. Dạ. Cây tàng. Rất là vót ạ. Đầu voi đôi chuột rất là đẹp. Giót đọt luôn. Dạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ con nha. Số điện thoại của con là 0986117557. Rồi. Con tên là Đông Bình Tân. Đông Bình Tân ha. Dạ, cô chú anh chị cứ nhấp Đông Bình Tân lên trang tìm kiếm YouTube hoặc là số điện thoại của con là sẽ tìm được thấy con ạ. Rồi, đó, quý cô chú cứ mạnh dạn liên lạc với chỗ Đông nha. Đông đo thêm cái đường kính bầu nữa Đông ơi. Dạ, đúng đó, rồi. Mình quên cái đường kính bầu nè, cho quý cô chú rồi. Hình dung. Dạ, con xin lỗi. Dạ, đường kính bầu hiện tại là 54 ạ. 54 ha. Dạ, con tiện con đo luôn cái này cho cô chú tham khảo nhá. Đây, đo cái bầu luôn. Đo cái bộ đế luôn. Rồi, cho quý cô chú Dạ, cái bộ đế hiện tại của nó là đường kính của nó là 117 nha cô chú. 117 ha. Hơn đây này. Dạ, hơn nhưng mà con tính 117 đi. Đó, cỡ đó đó. Dạ, cỡ đó trở lên. Con dư. Rồi, quay lại vòng đi. Cây này rất là để cho quý cô chú quan tâm nè. Đó, bây giờ Đông báo một cái giá để cho quý cô chú giao lưu nè. Dạ, quý cô chú anh chị nào mà thương cây này là phải alo nhanh nha. Rồi. Giá rất là rẻ. Giá cây này con giao lưu là giá 2.800.000. Ồ, 2.800 hả? Dạ, con bao ship là 200 km ạ. Ồ, ship luôn 200 km quý cô chú ơi. Quý cô chú anh chị nào thương cây này là phải alo liền giùm con nha. Rất là tuyệt luôn.
Đó thì kính mong quý cô chú xem, thông thả xem và chọn cho mình một cái cây vừa ý nha. Thì nhanh tay liên lạc với Đông liền để mà đặt được một cái cây vừa ý cho mình chơi ha. Rồi mời Đông giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú Đông ơi. Tiếp theo đây là cây số mấy ta? Cây số 6. À cây số 6 quý cô chú ơi. Cây số 6 này là một cây mai đang trực. Đây, mày dáng trực ha. Dáng của em nó rất là đẹp cô chú ơi. Đây bộ tàng đây quý cô chú ơi. Dạ, vót đầu voi đuôi chuột lên cực kỳ là đẹp, đặc biệt là cái bộ đế của cái cây này thì thôi rất là đẹp ạ. Đông quay đi, đông quay một vòng đi. Cây này là cây của tương lai. Đây. Nuôi chỉ có lời chứ không có lỗ. Ừ, quá đẹp quý cô chú ơi. Cái bộ tàng rất là đều ha. Dạ. Đây chi cành đây. Rất là đều tai luôn. Đó, những cái cây mà Đông giới thiệu đặc biệt có cái bộ đế rất là có duyên. Bộ đế rất là có duyên, rất là đẹp luôn ạ. Đây. Đó, quý cô chú cái này cô chú phải nhanh tay nhá. Có một số anh chị là em lên được một số cây đẹp là anh chị là coi hơi chậm nên là hơi tiếc. Tiếp cận được cây nên là gọi điện lại cho em là hơi bị tiếc thì em cũng không biết làm sao được. Bây giờ thì khách đã chốt rồi nên là em cũng không thể nào mà nhượng lại được. Ừ. Nên là quý cô chú anh chị nào mà nhanh tay được thì sở hữu được nhá. Rồi, mời Đông lấy thông số đi Đông ơi. Dạ. Cho giao lưu cho quý cô chú nè. Cái này thì em đo chi tiết chút. Đó, đo nhiều vị trí cho quý cô chú hình dung đi. Cây đẹp thì con đo chi tiết chút cho cô chú hình dung nha. Rồi vị trí đó ngay ha. Tại vị trí này là 29 rưỡi, con tính là 29. 29 thì ha. Dạ. Rồi 29 cho quý cô chú. Cái nè. Thoát thân của cây ạ, con đo từ mặt này lên. Rồi. Là 25 ạ. 25 ha. Dạ 25. À, tới chi cành thứ nhất nha quý cô chú. Con đo đường kính bầu luôn. Rồi. Là 41. 41 đó cho quý cô dạ, chú con biết. Con đo tổng hoành đế cho cô chú xem nha. Cái bộ này có bộ lồi đế rất là đẹp. Đây. Hiện tại của em nó là 130. 130 ha. Dạ. Đó, 130 quý cô chú ơi. Chiều ngang của bộ tàn. Tàn hiện ngang. Tại là 1,5 m. À 1,5 m ha. Dạ chiều cao thì khoảng 3 m cô chú ạ. Chiều cao khoảng 3 thước quý cô chú ơi. Dạ cô chú về cô chú sửa giùm con nha. À. Chăng cái tay cành ra. Chăng chăng xuống ha. Dạ chăng xuống là sẽ có một cái cây cực kỳ là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn quý cô chú. Bởi vì con không chăng được là bởi vì con còn phải ship cho cô chú nữa. Ừ. Nên khi con ship rồi con sẽ về thu lại thì chăng cũng như không. Đúng rồi. Nên là cô chú về làm giúp con cái việc đó ạ. Ừ. Bây giờ để con đi chi tiết cái bộ đế quay lại cho cô chú tham khảo nhá. Đây, cho một vòng nữa đi Đông ơi. Đây, bộ đế của em nó thì rất là đặc cực kỳ luôn ạ. Đầu voi đôi chuột không có thiếu một cọng đế nào ạ. Đế rất là đều quý cô đế chú. Đế là à. Đều và rất là đặc đế. Ừ. Đó thì quý cô chú nhanh tay nha. Những cái cây này thì khách hàng rất là ưa chuộng. Ừ. Rồi Đông báo giá cái cây này cho bà con giao lưu luôn Đông ơi. Dạ, giá cái cây này con giao lưu giá là 3.100.000. 3.100.000 ha. Dạ. Rồi cũng ship 200 km luôn dạ, ha. Cũng ship 200 km luôn ạ. Đó, quý cô chú ơi, giá rất là hữu nghị. Đó, quý cô chú xem lại cái bộ đế nè. Đó. Đó. Bộ đế trải đều ra ha. Đó. Chi cành thì đầy đủ, thân thì một thân một cốt vót lên. Đó. Quý cô chú xem lại. Đó, đây là cũng là một cái cây để quý cô chú đáng suy ngẫm nè. Đó. Nếu mà ưng thì quý cô chú cứ mạnh dạn liên lạc với Đông liền để mà chốt cái cây nha quý cô chú. Rồi mời Đông tiếp tục giao lưu với quý cô chú cây tiếp theo Đông ơi. Dạ tiếp theo là cây số 7 ạ. Cây số 7 quý cô chú ơi. Cũng là một cây mai tàn ạ. Đây tổng thể đi quý cô chú ơi. Dáng của em nó thì rất là cao. Rồi Đông quay đi, quay vòng đi. Đây mình lấy cái dáng tổng thể của em nó quý cô chú xem nha. Đó. Tay cành chi tiết đi quý cô chú ơi. Tay cành là bỏ đều hết ạ. Đó, không có thiếu tay nha. Mày rồi quý cô chú về sửa sơ sơ đó là chơi được rồi đó. Đây bộ đế đi quý cô chú ơi. Ngồi và lắc lên. Ừ. Dạ. Dáng nó lắc lên nha quý cô chú, lắc lượng á. Đây bộ đế đây. Đế cũng bỏ đều hết luôn ạ. Đó, chảy đều đây, luôn ha. Chảy hết xuống. Rồi, Đông lấy thông số cho quý cô chú giao lưu đi. Đó. Chi tiết để quý cô chú ngồi thông thả xem và chọn cho mình cái cây hợp lý ha. Tại cái vị trí này là 24 nè cô chú ơi. Nhiều rồi Đông ơi. 24. 24 quý cô chú ơi. Dạ. Vị trí 24 á. Thoát thân của cây là đến vị trí này là 25. 25. Đó, tới chi cành thứ nhất. Chiều ngang của bầu là 48. Rồi đường kính bầu 48 quý cô chú ơi. Đó, thông tin cơ bản. Mình tính 1,5 m đi cô chú ơi. Rồi tàn 1,5 m ha. Dạ. Chiều cao hao hao luôn Đông ơi. Chiều cao hao hao thì khoảng gần 3 m. Cũng gần 3 thước ha. Dạ, gần 3 thước. Đó, quý cô chú xem lại cái tổng thể nè. Quay nhẹ vòng Đông ơi. Đó, bộ tàng đó nghe quý cô chú.
Di cành thì cũng đầy đủ. Đây bộ đế đây, quý cô chú cứ xem cái bộ đế nè, nó cũng đều, rất là chảy đều ha. Dạ, nó chảy đều hết ạ. Rồi giao lưu luôn Đông ơi, giao lưu. Dạ, cây số 7 này con xin giao lưu với cô chú giá là 1.600.000. 1.600.000 quý cô chú ơi. 600.000 con bao ship 200 km. Ship cho quý cô chú 200 km luôn. Dạ, nếu quý cô chú nào có nhà ý muốn ủng hộ con thì liên hệ với con số điện thoại là 0986. Rồi. 117557. Đó. Đó cũng là số Zalo của con luôn nha cô chú. Số Zalo của Đông Bình Tân nha quý cô chú. Dạ, con cảm ơn cô chú. Đó, cảm ơn cô chú đã ủng hộ trong những clip vừa qua ha. Rồi mời Đông giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú Đông ơi. Dạ, tiếp theo là cây số 8 ạ. Cây số 8 quý cô chú dạ, ơi. Cũng là một cây mai tàn ạ. Đây, một cây mai tàn. Dạ, tàn của em nó rất là cao. Rồi Đông quay nhẹ nhẹ đi. Đều. Đây quý cô chú hình dung cái tàn đó nha. Đó, một lô mai tàn của Đông về ở giao lưu với quý cô chú nhằm chơi Tết. Và giá rất là hữu nghị luôn. Đây mình chi tiết cho quý cô chú xem cái chi cành bên trong nè. Đây cô chú xa thèm ha. Đó, tay cành. Đó, ở dưới là nó có một cái thân lắc nhẹ lên. Dạ, đế luôn, nguyên một củ đế. Đây, luôn bộ đế này quý củ cô chú ơi. Cô chú ơi. Đặc biệt là cái bộ đế cũng rất là lực á, đều chưa có sửa sang, chưa có rửa giấy gì luôn. Để y vậy. Đây, lên clip luôn quý cô chú ơi. Cô chú coi cho kỹ này. Đế này. Đó. Nguyên một củ luôn, nó không có thiếu luôn. Đầy đủ hết luôn. Đó. Đây mặt bên này đây. Đó, rất đó, là đầy đủ hết luôn ạ, cô chú. Đó, đầy đủ hết ạ. Rất là nhiều, đế như rất là đế đẹp luôn á. Rồi, Đông lấy thông số đi Đông ơi, cho quý cô chú hình dung nè. Đó, những cái cây mai tàng của Đông về để giao lưu cùng quý cô chú giá. Con đo vị trí này là 25 cô chú ơi. 25 ha. 25. Rồi, 25. Cái con đo cái nguyên cái củ đế của nó nha. Rồi. Củ đế đặc của nó đây. Thì đo nhiều vị trí quý cô chú dễ hình dung. Dạ, cái củ đế đặc của nó là 60. Rồi, 60 ha. Hao dạ. Hao nha quý cô chú. Con hao hao thôi. Hao hao á. Đường kính bầu hiện tại của nó là 49. 49 đường kính bầu quý cô chú ơi. Dạ. Thoát thân của cây là 42. Thoát thân 42. Đo luôn cái tàn luôn Đông ơi. Cho quý cô chú chiều dễ vô luôn. Tàn là khoảng 1,5 m ạ. Rồi, khoảng 1,5 m ha. Dạ, chiều cao thì nó cao cá đâu quá đâu. Gần 3 m cô chú ơi. Rồi, chiều cao cũng tương đương với 3 thước hơn quý cô chú. Đây quay một vòng lại Đông ơi. Quay một vòng lại. Đó, cho quý cô chú hình dung lại cái bộ tàn nè. Đó. Những cái thông tin cơ bản để quý cô chú xem giao lưu và chọn cho mình những cái cây hợp lý vừa ý với mình. Rồi Đông quay một vòng báo giá luôn Đông ơi. Dạ, cây số 8 này con xin giao lưu với cô chú giá là 1.800.000. 1.800.000 quý cô chú. Dạ, ơi con báo ship 200 km. Rồi ship cho quý cô chú 200 km luôn đó. Dạ. Đó thì quý cô chú trong quá trình xem clip đó, thích cây nào thì cứ liên lạc liền với Đông nghe quý cô chú. Đợt này là giao lưu những cái phôi giá hữu nghị đó, nhằm là phục vụ cái Tết sắp tới nữa nghe quý cô chú. Rồi Đông giới thiệu cây tiếp theo quý cô chú Đông ơi. Tiếp theo là một cây mai tàn số 9 của con nha cô chú. Rồi cây số 9 quý cô chú ơi. Dạ, cây số 9. Đây cũng là một cây mai tàn. Dạ. Đông vừa quay vừa giới thiệu cho quý cô chú Đông ơi. Cái này nó có bộ tay cành rất là đều ạ. Đây chi cành đi quý cô chú ơi. Đó, từ trên dưới ha. Dạ. Tay cành đều không thiếu ha. Đế nó cũng bỏ đều luôn cô đây, chú ơi. Đặc biệt là cái bộ đế. Dạ nó cũng bỏ đều hết luôn. Đây đều ha. Dạ. Đó ghi chi tiết rõ cho quý cô chú xem, thông thả xem và chọn cho mình một cái cây vừa ý. Đó, để chơi Tết luôn nha quý cô chú. Đó mình thấy ở trên nó có cái nách xù. Đó, có dấu hiệu xù nha quý cô chú. Nó có dấu hiệu của xù thôi. Đó. Dấu hiệu nha. Đây. Đó, đây nè. Đó cho quý cô chú xem. Rồi Đông lấy thông số đi cho quý cô chú hình dung mình, trong khi đó mình ghi cái bộ đế cho quý cô chú xem nè. Cây này mà đế quý cô chú về trồng cô chú moi xuống thêm là đẹp lắm nha. Rất là đẹp ha. Rồi. Vị trí bao nhiêu? Cây này vị trí này là 24 năm, con tính 24 cô chú. 24. Rồi 24 quý cô chú ơi. Dạ. Ừ. Con đo thoát thân nha. Thoát thân là từ đây là tới lên là 13. 13. Rồi, dạ. 13 quý cô chú ơi. Chiều ngang của cái bầu là đường kính bầu. Đường kính bầu là 45. 45. Đó cho quý cô chú hình dung. Chiều ngang của tàn là 1,43 m. Chiều ngang tàn 1,43 m nha quý cô chú ơi. Dạ, chiều cao là mình tính 1,5 m đi cô chú ơi. Chiều cao cũng cỡ 1,5 m hơn đó. Dạ. Nó giót lên trên nha quý cô chú. Đây, nó giót chi cành lên trên. Đó. Đây cho quý cô chú thưởng thức lại cái dáng của em đó nè. Đây cái bộ đế nè quý cô chú ơi. Quý cô chú moi bộ đế xuống là rất là đẹp. Rất là đều và đây này, đẹp cái luôn. Cái mũi này là đế nó cắm xuống này. Đây này. Đó ba mũi này này, đế nó rất là đều này. Moi xuống là thành một bộ đế lôm đấy. Chi cành bên trên thì rất là có duyên luôn.
Hội đồng giao lưu đông ơi. Cây số 9 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là giá là 1.400.000. Ồ, 1.400.000 quý cô chú ơi. Đó, một cái ship 200 km ạ. Ship cho quý cô chú 200 km luôn. Đó, một cái cây mai tàng. Hộ cho mong hết lô nha. Đó, cây mai tàng đẹp nha, mà đế đều, tay cành đều luôn. Giá 1.400.000 ha. Dạ. Rất là hữu nghị luôn quý cô chú ơi, nhanh tay liên lạc với Đông nha để chốt cái cây dự ý cho mình nha quý cô chú ơi. Rồi mời Đông giới thiệu cây tiếp theo quý cô chú Đông ơi. Dạ, tiếp theo là cây mai tàng số 10 ạ. Cây số 10 quý cô chú ơi, cũng là một cái cây mai tàng tương tự như cây số 9 nha quý cô chú. Cây số 10 là và cây số 9 là nếu quý cô chú mua là nó cùng một cặp đó ạ. Gần như một cặp nha quý cô chú. Cây rất là đẹp. Dáng tương đồng luôn á. Dáng tương đồng rất là đẹp ạ. Đây, chi tiết cho quý cô chú xem cái bộ tàng. Đây, bộ tàng chi cành nó cũng tương tự như cây số 9. Đó, quý cô chú có thể chơi cây số 9, số 10 một cặp nha. Đây, bộ đế quý cô chú ơi. Dạ, đế nó nhỏ nhưng nó cũng bỏ đều hết đế luôn đấy cô chú. Rất là đều tay luôn quý cô chú ơi. Đó, cái cọng nó cũng rất là to nha quý cô chú. Đó, còn chi cành bên trên rất có duyên ha. Dạ. Rồi, Đông để lấy thông số đi Đông ơi, cho quý cô chú giao lưu nè. Đó, đặc biệt là chi cành bên trên nó cũng có những cái nút nha, chút xíu nữa mình ghi cho quý cô chú xem. Cái vị trí này con đo là 23.5, con tính 23. Rồi, 23. Đó. Thân của cây này hiện tại đó là 12. Đó, đo rất là chuẩn để quý cô chú giao lưu. Chiều ngang của mặt bầu là 48. Rồi, 48. Dạ, cây này con coi xong là con sẽ bỏ cắt bớt bộ đất nha cô chú. Bầu con rất là to nha. Con làm đó. Rồi, chờ tàn luôn, bộ tàn nè. Dạ, bộ tàn ngang của cây hiện tại là khoảng 1,5 m cô chú ơi. Rồi, hao 1,5 m quý cô chú ơi. Dạ. Chiều cao luôn Đông ơi. Chiều cao cũng khoảng 2 m đi cô chú ạ. Rồi, cỡ đó ha, cỡ 2 thước quý cô chú ơi. Để con quay cho cô chú thêm 1-2 vòng nữa nha. Từ từ chậm đi để mình ghi mấy cái nút bông. Dạ. của nút của nó cho quý cô chú xem nè. Nó rất là đều nút luôn nha quý cô chú. Đó. Rồi, quay một vòng nhẹ nhẹ nữa đi Đông ơi. Đó. Cho quý cô chú thông thả xem và quyết định giao lưu ha. Đây bộ tàng. Bộ đế đây. Rồi, xin lỗi quý cô chú, bộ đế. Rồi. Rồi bây giờ Đông quay một vòng lại đây nè. Đó, giờ báo giá quý cô chú luôn. Dạ, cái cây số 10 này con cũng giao lưu với quý cô chú là 1.400.000. Ồ, 1.400.000 luôn. Dạ, cô chú nào mua được nguyên cặp này thì rất là đẹp ạ. À. Con để giá hữu nghị là 1.400.000 hết. Coi như là số 9, số 10. Số 10 là một cặp. Rất là đẹp quý chỉ cô chú. Chỉ có 2.800.000 mà được hai cây mai tàng cực đẹp như thế này thì cô chú anh chị tự đánh giá là con để giá hữu nghị hay như thế nào nha. Giá rất là giao lưu cho quý cô chú nha. Con khuyến mại đó. Nhanh tay quý cô chú ơi. Mình nghĩ là Đông có cái cơ hội để mà phục vụ giao lưu với quý cô chú với cái giá hữu nghị. Dạ. Những cái cây mai tàng mà Đông sưu tầm được nha quý cô chú. Đó, quý cô chú đừng ngần ngại, cứ liên lạc với Đông. Đông Bình Tân, mình để cái số góc trái màn hình nha quý cô chú. Rồi, mời Đông tiếp tục giới thiệu cây tiếp theo Đông ơi. Dạ, tiếp theo là một cây mai tàng số 11. Đây, cây số 11 quý cô chú ơi. Cây số 11 nó có một thân cũng đế lở. À. Đầu voi đôi chuột vót lên. Rồi, đó, Đông giới thiệu quý cô ơi. Thì cực kỳ đều. Đây. Dạ, cực kỳ đều. Đây, nhẹ nhẹ quay nhẹ nhẹ Đông ơi. Dạ. Quay nhẹ nhẹ cho bà con hình dung nha. Đó. Cái bộ tàng nha quý cô chú. Dạ, bộ tàng cực kỳ đều. Đó, tay cành bên trong đây. Đó, đặc biệt là cái bộ đế cũng rất là đều luôn. Đó, Đông sưu tầm những cái cây giá hữu nghị mà bộ đế rất là tuyệt luôn nha quý cô chú. Đó, bộ đế này là rất là khó tìm với những cái giá mà Đông đưa ra nha quý cô chú. Rồi con xin đo thông số nha. Lấy thông số cho quý cô chú hình dung nè. Đây quý cô chú xem cái bộ đế nữa nè. Chảy đều luôn nha. Tại vị trí này ạ, con đo là 25. Rồi 25 vị trí đó nha. Dạ, cái củ này của nó có củ nha, con đo cho cô chú xem cái củ. Rồi. Củ là 37. 37. Rồi. Dạ. Đường kính bầu luôn. Đường kính bầu là hiện tại là 54. 54. Rồi. Thoát thân của cây là hiện tại là 21. 21 thoát thân ha. Rồi hao cái tàn với chiều cao luôn đó, Đông ơi. Quý cô chú hình dung nè. Chiều ngang của tàn là 133. Rồi, 133. Chiều cao là khoảng 1,5 m. Chiều cao khoảng 1,5 m nha quý cô chú ơi. Ôi, phơi nắng là muốn bệnh nha cô chú ơi. Đó, cây nó cũng vót lên nè. Đó, thì em cháu cũng phối hợp với chỗ Đông Bình Tân. Đó, quay cho quý cô chú xem những cái cây mai mà đặc biệt là mình phải quay ở dưới trời nắng nha. Nó mới sáng hình ảnh cho quý cô chú xem.
Đó, cho nên anh em cũng cố gắng phục vụ cho quý cô chú những cái thước phim, những cái clip phim rất là rõ để quý cô chú ngồi thông thả xem và cảm nhận rồi giao lưu nha. Đó thì mời Đông giao lưu cái cây này cho quý cô chú luôn Đông ơi. Dạ, cây số 11 này à, con xin giao lưu với cô chú giá là 1.500.000. Ồ, 1.500.000 á. Dạ. Ồ, rất là hữu nghị luôn. Vâng, quý cô chú ạ. Ship 200 km luôn ạ. À. Ê, một cái cây mai tàn đều ha. À. Mong trực. Quý cô chú thương yêu anh em con thì để đều ủng hộ cây cho con và đăng ký kênh dùm ạ. Rồi. Cảm ơn. Tiếp tục để sưu tầm cho quý cô chú giao lưu nha. Rất là tuyệt vời. Đó, quý cô chú ưng cây nào thì cứ mạnh dạn liên lạc liền với Đông nha quý cô chú. Đó, để đừng chần chờ nha. Rồi mời Đông giới thiệu cây tiếp theo Đông ơi. Dạ, tiếp theo là cây số 12 ạ. Cây số 12 quý cô chú một ơi. Cây mai tàn. Đây một cây mai tàn dán trực ha. Dạ, tay cành thì đã côn sẵn ạ, bây giờ đã ra những tay cành mới rồi, về cô chú anh chị vô dây là đẹp rồi đó. Rồi, về chỉ cần vô dây sơ sơ rồi ha. Vô dây là sẽ thành một cây tàn thông rất là đẹp. Đây quý cô chú ơi, chi tiết đây quý cô chú ơi. Đây bộ đế đây quý cô chú ơi. Dạ, bộ đế ở đây. Cái đây là trước nhà vườn nó có một cái tay cành cô chú. À. Người ta cắt bỏ rồi. Ừ. Nên là em vội quá em không có cạp vô cho nó sát vô được để thoa keo được. Cái này phải cắt nữa dạ, ha. Thì cái là em để nguyên để cô chú anh chị về cắt bỏ cho em nhá. À, cắt bỏ lấy cạp vô rồi bôi keo lại nhá. Ừ. Đó, em đây. Không có cạp nên không có làm được. Đây, bên trên mình thấy nó cũng có những cái nách nè. Đó, cái nách cũng hơi xù hơi nha quý cô chú. Đã, chú hơi. Hiểu á. Nhẹ nhẹ. Đây, đặc biệt là cái bộ đế. Đó, bộ đế cũng đều. Đều hết luôn, 24 giờ. Ừ. Đó, rất là đẹp bộ đế luôn quý cô chú ơi. Đây, tổng thể lên lần nữa quý cô chú xem nè. Đây, dáng của em đó ha. Rồi, Đông lấy thông số cho Đông ơi. Để cho quý cô chú giao lưu cái cây nè. Cái này em đo 2 vị trí. Rồi. Đo nhiều vị trí một đi. Đo lúc trên này luôn. Rồi đo trên nhiêu là nè? 27. 27 ha. Dạ, rồi xích dưới. Đo xích đúng hoành của nó luôn đây. Đo hoành của nó đây, chỗ này khúc này là 32 cô chú nha. Rồi 32. Dạ. Ừ. Thoát thân của cây thì nó là 44. Rồi thoát thân 44 quý cô chú ơi. Chiều ngang của mặt bầu thì nó là 51. Đường kính bầu 51 ha. 51. Rồi lấy thêm cái tàn luôn. Dạ, hao hao luôn. Hiện tại của nó bây giờ nó là 104. Rồi. Đã, chiều cao thì nó khoảng 2 mét. Chiều cao hao hao 2 thước nha quý cô chú. Đây quý cô chú xem lại cái tổng thể cây với lại bộ đế nè quý cô chú ơi. Đó. Đây mình về mình vô dây lại là chơi được nha quý cô chú. Đây bộ đế đây quý cô chú ơi. Rồi Đông quay một vòng giao lưu quý cô chú luôn Đông ơi. Dạ, cái cây số 12 là con xin giao lưu với cô chú giá là 1.500.000. Ồ, 1.500.000 quý cô dạ, chú ơi. Dạ, con bao ship 200 km. Ship cho quý cô chú 200 km luôn đó. Dạ. Đó. Rất là tuyệt luôn quý cô chú ơi. Đó, một cái cây mai tàn, cái đế cũng rất là đẹp. Đó. Quý cô chú mà trong quá trình xem đó, mình thích ưng cây nào thì cứ mạnh dạn liên lạc liền với chỗ Đông nha quý cô chú. Đó, để mà tìm hiểu thêm cái thông tin, Đông sẽ cung cấp cho quý cô chú. Đó thì cũng rất là cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ Đông trong cái thời gian vừa qua. Đó thì Đông sẽ tiếp tục giới thiệu những cái clip tiếp sau, những cái cây mai tàn cho quý cô chú giao lưu chơi Tết nha. Rồi mời Đông tiếp tục giới thiệu cây tiếp theo Đông ơi. Dạ, tiếp theo là một cây mai tàn. Đây, một cây mai tàn rất giang là đẹp thú. Luôn. Giang thú hả? Dạ. Ồ, giang thú quý cô chú ơi. Tay cành thì cực kỳ đều luôn à. Đẹp ạ. À. Đó, Đông quay đi, quay đầu vòng đi Đông ơi. Đây bộ là bộ tàn đó quý cô chú ơi. Đó, bộ tàn rất là đều tay ha. Đó, giống như nó hao hao một cái cành bay ra nha quý cô chú. Đó, mà đặc biệt là cái bộ đế nè quý cô chú ơi. Đó, một cái bộ đế, Đông giới thiệu bộ đế cho quý cô chú Đông ơi. Dạ, đây, bộ đế đây, con quay lại. Ừ. Bộ đế thì cực đẹp luôn ạ. Đây, bộ đế đây, dáng hình dạ. Giống như một con thú. Nó, bộ nó, đế thì cực đẹp và cực kỳ là lực luôn. Nó quay cái mông nữa nha quý cô chú. Dạ. Đó, cô chú anh chị coi nha. Đó. Tàn cực sạt, tàn thấp lắm, lên chậu là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Rồi, ngừng nó đi Đông ơi, mình ghi cái dáng này nè, cho quý cô chú xem nè. Đó, cái dáng một cái con thú nó ngồi nó ngóc cái đầu ra nha quý cô chú. Dạ, nó có một cái cành hồi ở đây à. Rất là duyên. Nó hồi lại ha. Nó cành là hồi, nó hồi lại rất là đẹp. Đó, tổng thể là quý cô chú ơi. Dạ. Rồi, Đông lấy thông số đi, cho quý cô chú giao lưu nè. Để mình ghi từ trên dưới cho quý cô chú xem. Dạ, tại cái vị trí này con đo này. Đây. Là 28. Rồi, vị trí là 28 ha. Dạ. Rồi, đo thêm. Thoát thân của cây là 11. Thoát thân 11 quý cô chú ơi. Dạ. Lồi đế của cây là bộ nồi đế nè. Nhiều 124. 124 ha. Dạ. Cũng khá lớn nha quý cô chú. Chiều ngang của mặt bầu. Mặt bầu là 55. Rồi, đường kính bầu 55 quý cô chú ơi.
Đây quý cô chú xem bộ tàn chiều nè. Ngang hiện tại của bộ tàn là 1m6. 1m6 ha, khoảng đó. 1m7 á. Ừ, khoảng đó đi. Rồi khoảng chiều cao hao hao luôn. Chiều cao thì hao hao là khoảng 2m. Đây cái dáng của em nó đây quý cô chú ơi, rất dáng là tuyệt luôn. Cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đó. Dáng rất là chiều cao nhìn tàn nó lên có nó duyên đó quý à. Cô chú. Ừ. Cây này cực kỳ là đẹp luôn cô chú ơi. Đây bộ tàn lên trên, từ trên dạ. Xuống dưới đây quý cô chú ơi, nó giót luôn á. Ừ. Cây nó rất là giót mà bộ tàn đều ha. Dạ. Đây giới thiệu cho quý cô chú lại là cái bộ đế nữa nè. Bộ đế một lần nữa. Bộ đế đây. Rồi quay một vòng nó đi Đông ơi. Đó, bộ đế rất là đều tay. Đó. Đó, đều cái bầu luôn quý cô chú. Đó, đặc biệt là cái thân đó mình thấy nó cũng có cái dấu xù. Đó, cái dấu hiệu xù. Rồi Đông ngừng ngừng nó đi Đông ơi, để mình ghi cái nốt xù nu cho quý cô chú xem nè. Đó. Đây là hai cái dấu nu xù đó. Rồi cái nách nó mình thấy cũng thấy xù luôn. Rồi Đông giao lưu cái cây này cho quý cô chú Đông ơi. Cây này con xin giao lưu giá là 3.300.000. Ồ, giá rất hữu nghị quý cô chú ơi. Con cũng bao ship là 200 km nha cô chú ơi. Rất là tuyệt vời luôn quý cô chú, nhanh tay liên lạc với Đông nha. Con nha. Con cảm ơn nhiều ạ. Đó, nếu mà trong quá trình xem đó quý cô chú thông thả xem, thích cái cây nào thì cứ liên lạc liền với Đông nha. Đợt này Đông giao lưu những cái cây mai tàn chơi Tết mà giá rất là hữu nghị cho quý cô chú giao lưu. Đó thì mình nghĩ là cái thời điểm mà Tết á, mà những cái cây này thì giá rất là cao nha quý cô chú. Mình chơi cũng rất là đắn đo nhưng mà Tết là giá không dưới 8 triệu đâu ạ. Đó nhưng mà hiện giờ thì giá rất là hữu nghị. Mình chơi từ đây cho tới Tết là mình có chơi bông rồi. Cũng là cây cuối clip của con. Rồi. Con cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị được sức khỏe thật là nhiều ạ. Rồi. Dạ cũng kính mong quý cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với con. Rồi. Dạ có những cái gì sai sót của con thì mong quý cô chú anh chị phản hồi và đúng để ý. Con tiếp thu được để con thay đổi ạ. Phục vụ tốt hơn ha. Dạ. Rồi đó thì vừa qua Đông cũng đã giới thiệu với quý cô chú giao lưu những cái cây mai tàn đẹp giá hữu nghị. Đó thì quý cô chú xem thích cái cây nào thì cứ mạnh dạn liên lạc với Đông. Và trong quá trình xem đó quý cô chú hãy có cái thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới và đừng quên nhấn đăng ký để mà nhận thêm những cái video mới nhất của mình để chia sẻ những cái gốc mai, gốc bonsai đẹp để giao lưu cùng quý cô chú nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú ở những cái video clip sau.